Xin chào các bạn. Hôm nay Tố Trinh sẽ thay đất, thay chậu cho cây hoa giấy. Cây hoa bông giấy này Tố Trinh dăm bằng cành. Hôm nay dăm bằng cành cũng được 6 tháng rồi. Nhưng mà hôm nay nó đã ra bông. Trước khi khoảng một tuần lễ thì Tố Trinh không có tưới nước. Rồi nó đất nó khô hết, lá nó rụng, rồi sau đó nó ra bông, nó đang búp cái nụ hoa. Đây nó cũng đang chuẩn bị ra lá để ra bông, nó đang búp. Mà rất nhỏ mình không có thấy được. Nhánh bên này thì nó đã đang búp được khoảng hơn tuần lễ rồi. Tôi Trinh sẽ lấy nó ra. Và những cây xanh này có cây dương sĩ nó mọc. Những cây xanh này nó mọc xung quanh. Trồng dăm cành vào một cái lon mũ. Đất nó khô hết. Trinh để vào một cái bọc, lót vào một cái bọc cho nó có cái lót thoát nước. Sau đó để vào một cái hộp mũ dăm cành. Khoảng 6 tháng rồi cây nó phát triển và hôm nay nó ra hoa. Muốn cho nó có một nét đẹp thì thay một vào một cái chậu. Này, cái rễ của cái cây xanh này nó cũng phát triển dữ. Cây này thì cây dương sĩ. Trồng ở trên sân thượng thì mình tưới nước máy. Thì sau 6 tháng dăm cành thì nước máy thì lâu ngày thì đất nó chai. Thì mình phải thay đất nó thêm phân. Rễ nó bữa nay cũng hơi to. Bung cái rễ ra cho đất nó lấy đất mới vào. Đất của cây bông giấy Tố Trinh lấy ra và tán nhuyễn nó. Tố Trinh lấy lại để trộn lẫn vào đất mới xôi dừa cho cháu. Xôi dừa cho cháu thì Tố Trinh mua từ vườn hoa kiển về trộn lẫn vào nhau. Sau đó Tố Trinh sẽ lấy đất của cây bông giấy này dăm cành lại để trộn lẫn thêm. Sau đó Tố Trinh thêm phân. Phân này là phân hữu cơ. Rải đều xung quanh. Trộn lẫn vào nhau với đất. Sau đó Tố Trinh sẽ thay vào một cái chậu mũ. Hiện nó cũng đang có một cái rễ cái của nó xoáy xung quanh. Nó phát triển những cái rễ xung quanh cái cây dăm cành rồi nó phát triển ra. Đất đã trộn xong với phân, Trinh để đều vào xung quanh gốc cây bông giấy. Đất này là đất sét, nó có màu vàng, trắng, màu xám. Đất sét nó rất là cứng. Cái này là cái rễ cây bông giấy, những cái rễ con. Tôi Trinh lấy để đắp trên bề mặt nó.
cho gió nó đừng có thổi bụi và rong. Tô Trinh đã thay đất thêm phân cây bông giấy dăm bằng cành. Tô Trinh tưới nước cho nó thấm đều đất và phân để phân nó hòa tan. Hôm nay nó đang nở bông khoảng hơn tuần lễ, rất là đẹp, nó đang búp bông hoa giấy màu hồng. Tán mì, tán lá này nó đang ra bung mà rất là nhỏ, quay thì cũng không có thấy mấy. Để hôm nào nó đang phát triển bông thì tôi Trinh tiếp tục quay. Nước nó rút dần. Dăm cành từ một cái lon mũ, sau 6 tháng thì nó phát triển và nó đang ra hoa. Thì tôi Trinh thay vào một cái chậu mũ mới để cho nó phát triển tốt hơn, để chăm sóc nó từng ngày. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi Trinh sẽ chăm sóc cây hoa giấy. Trước hơn khoảng 10 ngày tôi Trinh đã xiết nước, không có tưới nước nó cho những cái lá nó rụng, nó vàng tự nó rụng xuống. Những cái lá nó tự rụng, sau đó nó rụng hết những cái cành này thì nó đang đâm chồi. Tôi Trinh thay chậu thêm phân cũng được 7 tháng rồi. Hôm nay nó phát triển, cây nó dài ra, nó đang lên những cái búp hoa, hoa nó màu hồng rất là đẹp, nó dài. Những cái nhánh nào nó ra sau 7 tháng từ những cái đây nó dài ra và nó đều ra hoa, đang búp hoa, nhánh nào cũng đang búp hoa, nó đang phát triển những cái chồi non, những cái tán ra. Thì hôm nay tôi Trinh sẽ làm gọn nó lại và thêm phân để cho nó hoa nó nở đẹp. Cây nó ra cái tán nó dài, nó dạng như dây leo, cây hoa giấy màu hồng. Ở đây nó đang ra hoa màu hồng và nó rất là dài. Khi mình xiết lá thì những cái lá nó rụng hết, sau đó nó mọc những cái lá non, đang mọc những cái chồi non. Cái lá này nó đang dần dần cũng rụng, nó già rồi. Thì sau đó những cái chồi non, những cái lá mà nó rụng xuống đó, thì nó ra những cái, mỗi một lá thì nó ra thì phát triển thêm một cái nhánh non mới đều ra, mỗi một lá nó đều ra, sau đó nó ra đến đây nó ra bông. Thì hôm nay tôi Trinh sẽ làm gọn cái cây nó lại. Những cái lá này tôi Trinh xiết nước, sau đó tôi Trinh tưới nước lại. Khi lá nó rụng hết rồi tôi Trinh tưới từ từ lại.
cải thì nó còn đang ẩm. Những cái rong này nó đang, nó từ 7 tháng rồi thì nó mọc những cái rong lên. Tức Chinh sẽ bón phân hữu cơ, vì trên sân thượng trước đó thì Tức Chinh bón phân DAP là phân tiêu, Tức Chinh thường hay gọi. Phân tiêu thì nó sử dụng không tốt bằng phân hữu cơ. Hữu cơ khi mình bón sau khoảng 3 tháng trở lên thì mình bón phân hữu cơ, mình tưới nước dần dần nó thấm đều, cây nó lên rất là xanh tốt. Thì hôm nay Tức Chinh sau 7 tháng Tức Chinh bón phân nhẹ vào xung quanh gốc cây bông giấy để cho nó ra hoa đẹp và cây phát triển tốt. Tức Chinh sẽ dùng cái cây tre này dài để ghim chính giữa để nâng cái cây này lên. Sau đó dùng dây chì, dây kẽm cuộn lại, cuộn chịu lại cho nó gọn cây bông giấy lại. Lên bề mặt cho gió nó đừng có bay bụi. Sau đó Tức Chinh sẽ tưới nước. Chào các bạn, hôm nay cách khoảng 10 ngày rồi, Tức Chinh sẽ tưới nước cho nó thấm đều cây bông giấy. Tức Chinh dâm từ cành. Sau hôm nay là đúng là 7 tháng 10 ngày, cây hoa giấy nó chỗ bông rất là đẹp. Sau khi 10 ngày thì đất nó đã khô và nhẹ. Hoa giấy thì hạn chế tưới nước, tưới nước thỉnh thoảng thì tưới nước cho nó thấm đều hết. Đất rất là tươi xốp. Tức Chinh trộn xoa dừa cho cháu và cát. Thì sau khi mình tưới nước, nước nó rút rất là nhanh và nó thấm rất là nhanh. Tưới cho nó thấm đều ướt hết. Thì có khoảng một tuần lễ trở lên mình tưới nước lại một lần nữa.
nước bắt đầu nó thoát. Một nhánh này tôi định cắt cái nhánh già, tôi chinh dâm cành sau đó nó phát triển ra được hai cái chồi non rất là tốt, hai chồi non rất tốt. Rồi sau đó tôi chinh kèm những cái cây tre xung quanh để làm cây cho nó thành, tạo nên cái vẻ đẹp của cây hoa giấy. Nó có hai màu, màu trắng và màu hồng, nhưng mà nó có một cành thôi. Vì cái loại này nó là loại cây hoa giấy truyền thống, khi nó nở hoa thì nó ra màu trắng, sau đó dần dần nó chuyển ra sang thành màu hồng. Tược non nó đang phát triển rất là tốt, những cái tược non đó. Sau đó nó ra dài thì tôi chinh sẽ cắt tỉa nó cho nó tạo nên cây bonsai ngắn xuống, vì trên sân thượng gió rất là nhiều, không có trồng được những cây cao, trồng được những cái loại cây thấp thôi. Hôm nay tôi chinh rất vui chia sẻ những video mà tôi chinh yêu thích hoa kiển trên sân thượng. Có rất nhiều cây xanh và cây hoa đua nhau nở trên sân thượng mỗi ngày. Chào các bạn, bye bye. Hẹn các bạn lại những cái video mà tôi chinh yêu thích hoa kiển, đam mê trồng cây xanh, cây hoa trên sân thượng. Hẹn các bạn lại những video kế tiếp.